có bao nhiêu? Tiếp tục đấy, gần cuối năm rồi thì bác nào mà đam mê hát karaoke kia thì tranh thủ lấy thêm ít mic về mà dự phòng các bác nhá, để làm những cái mixer cua. Đấy, ở đây thì em có hai dòng, một là dòng Tomahawk này, đấy, một dòng nữa đây là dòng K99. Đấy, có hai loại ở đây nhá. Thì kể cả các bác có mic không dây hay là mic có dây rồi thì cũng em nghĩ là nên trang bị cho mình nhà mình thêm một cặp như thế này. Đấy, có thể lấy một chiếc hoặc một cặp hay là hai cặp thì tùy theo cái nhu cầu của các bác. Đấy, nhưng mà lên có sơ cua các bạn, bởi vì sao? Bởi vì gần cuối năm rồi thì em thấy là gần như nhà nào cũng sẽ tổ chức hát karaoke đúng không ạ? Đấy. Thì ví dụ đang hát mà không may, ví dụ mic nó, em nói không may nhá, mic nó đứt dây, đứt cháy gì đấy thôi. Đấy, sau này phải đi sửa đúng không ạ? Rất mất thời gian mà sửa có phải nhanh đâu đúng không ạ? Đấy. Hoặc là chạy đi đâu mua đó, chạy đi chỗ nào đó mua mất thời gian, thì đang hát tự dưng mà nó phải đợi chờ thì nó lại mất cái hay đi đúng không ạ? Đấy, thì thay vì như vậy thì các bác hãy gì ạ? Lấy một cái sơ cua nhỉ, để ở nhà. Ví dụ không may con kia nó có hỏng, nhấc ngay con này ra hát luôn. Đấy. Giá rẻ mà lại có một con sơ cua hát 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 kịp thời trong lúc mình đang bị con kia nó cháy. Đấy. Nó rất là tiện các bạn. Mà giá thì cũng rất là rẻ, chả đáng bao nhiêu cả. Hôm nay thì em đang xả đồng giá nhá. Xả đồng giá là 320 một chiếc. Đấy, các bác nào lấy loại K99 lại được, hoặc là lấy loại Tomahawk cũng được. Đấy. Đây, dây chiếc nhá, mỗi một bộ này thì nó bao gồm là một dây các bác nhá. Đây, một dây này, dây cắm này. Một mic này. Đấy, đây. Em sẽ bỏ cho các bác xem cái mic này, rất là xịn luôn. Chống bám vân tay các bác nhá. Này. Hàng xịn này, chống bám vân tay. Mic bắt rất chuẩn luôn, tiếng rất hay. Gạt lên này. Đấy, bật đặt tắt xuống là on. Đó, mic rất là xịn. Này, không bám vân tay nha, tay em ra rất nhiều mồ hôi nhá. Nhưng mà các bác nhìn này, không hề bám nhá. Đấy, cái dòng mic xịn nó là như vậy các bác nhá. Cũng một mic này thì nó sẽ, một hộp này nó sẽ gồm một mic và một dây như thế này. Đấy, thì về giá thì là em để đồng giá luôn 320k một cái nhá. Giá là 320k một cái. 320k một cái các bác nhá. Đây. Đấy, Tomahawk. Ok chưa ạ? Đấy, tiếp theo thì ở đây nó là một con BBS này. Đấy. BBS K99. Dòng này cũng rất là xịn, rất là bắt mic. Đấy, bác nào thích kiểu màu tay kim loại kia thì lấy dòng đấy, còn thích cái kiểu tay màu nó nhã nhặn như này thì lấy dòng này. Đấy. Con nào cũng tốt cả các bác nhé, con nào cũng là hàng xịn và hát cực kỳ bắt mic luôn. Đấy, đây là cái dây cao su này mình sẽ cho vào đây này. Đấy, để các bác để nó đỡ lăn. Đây, đấy. Còn nó sẽ trong này. Đấy, khi mình để đây này. Đấy. Đó, nó sẽ hạn chế được cái việc lăn đi lăn lại. Cái này thì mic này mở rất là sướng nhá, cái tay cầm con này. Tay cầm sướng này và cái công tắc này gạt nó rất là trơn. Đấy. Rất là sướng, BBS K99 cực kỳ bắt mic luôn. Hàng rất là xịn. Đấy. Cứ một mic như này thì nó sẽ bao gồm là một dây và một mic này nhá. Đấy. Thì các bác cứ lên lấy cho em tầm hai cái đi nhá, lấy một đôi. Thực ra nó chả đáng bao nhiêu cả các bạn, có 320.000 một cái. Mình để sơ cua ở nhà, ví dụ không may cái mic không dây nhà mình hay là mic có dây nhà mình nó cháy ấy, thì mình lấy luôn con này thay thế vào, nó tiện hơn nhiều so với cái việc là các bác phải chạy đi sửa, chạy đi mua. Nó mất thời gian mà đang hay tự dưng đứt dây đàn thì nghe nó chán lắm đúng không ạ? Có ngay con này thay thế. Đó. Nhà em thì bán những dòng rất là nhiều nhá, và chủ yếu là em bán buôn là chính thôi. Chứ còn cái này thì bán lẻ thì gọi là em bán thêm cho vui thôi, chủ yếu nhà em đổ buôn mà. Cái dòng mic này là thường sẽ đổ buôn, cứ các bác sẽ lấy nhà em là thùng 1 hoặc 2 3 thùng. Đấy. Còn cái giá này là em cũng để theo giá buôn nhé. Còn bình thường như con này ấy, thì nếu mà bán theo giá của nó ấy, thì nó phải là hơn 500 một cái. Bởi vì đây là hàng xịn không nhá. Hàng xịn nó hơn 500 nghìn cái. Nhưng mà đây là em bán theo gọi là, thì thoảng em bán lẻ cái cho vui thôi. Đấy. Có khách quen thì em thì lấy cho nó vui thôi. Chứ còn cái giá này là em lấy bằng giá buôn luôn này. Bằng giá đổ buôn luôn. 320 là bằng giá đổ buôn nhá. Đấy. Rồi, bác nào chốt một trong hai hãng này thì alo cho em qua cái số là gì? 0966 594581 hoặc số 0979 891682.
hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng ở địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng 300-400 mét thôi, thì các bác có thể đến gần bến xe Mỹ Đình alo cho em, hoặc có thể là qua đặt hàng qua số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Một trong hai số, các bác gọi số nào cũng được, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng cũng được. Bác nào chốt cái nào thì em sẽ test bàn giao cái đấy nhé, sẽ test bàn giao cho các bác trên video, đọc tên cộng 3 số cuối cộng tỉnh thành các bác đấy, để tránh lộ thông tin và cũng như là để các bác biết được hàng đó là sản phẩm mình đã đặt. Đấy, mic lên bình thường luôn, test cho các bác đầy đủ luôn. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra thoải mái nhé, bóc hàng kiểm tra thoải mái. Rồi, xin chào các bác nhé.